Hello, chào mọi người buổi sáng, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Trời, cái con chưa nó kinh. Giờ này em đang đợi đợi con Trúc, mọi người, em đợi chị em con Trúc. Chở con Trúc đi mua đồ nghề nha. Giờ mới 6 giờ mấy à, hai chị em con Trúc à. Hai chị em mày đi đâu mà đẹp dữ hả? Khang. Ê. Trời ơi, Khang đi đâu mà đẹp trai dữ hả? Đi mua đồ nghề thôi mà, đi mua đồ nghề chị Trúc thôi mà, sao hai chị em mày làm lồng lộng quá vậy? Trời ơi, mang giày mang dép rồi, chắc dép là mới mua á. Mới mua hôm qua luôn hả? Trời ơi, mới mua hôm qua luôn rồi, không biết sạc luôn rồi mang đi luôn. Áo cũng vậy đúng không? Áo nào đồ nào mới mua hôm qua nữa? Dạ hả? Trời ơi, mẹ đầu tư đi mua đồ nghề cho chị Trúc mà thôi, sao đầu tư cho thằng Khang dữ vậy trời. Lên, lên xe ơi, lên trước ai ngồi trước ai. Hay ngồi sao chị Trúc? Lên đi. Cái này, cái này. Ngồi sao chị Trúc hả? Ok. Sáng rồi, tháo con táo nó bảo hiểm ra. Khang nó mắc cỡ trời. Đi với chị Nhung mà nó mắc cỡ trời. Đẹp trai quá trời luôn rồi, mẹ mua đồ hôm qua nay bạn đi chơi. Giờ em dẫn gì ta, Khang với lại Trúc ăn sáng nha mọi người, ở Ngô Gia. Đi qua đây Khang. Khang ăn chung nha Khang. Mì bò. Chị Trúc ăn mì bò, còn chị Nhung ăn bún bò. Này bắn như là không có ai luôn. Ăn quán bắp tay với người quen này. Ừ. Khang chị Nhung không thăm bò son luôn. Không có bê đề đâu. Không có bê đề. Bấm thôi, bấm lộ thôi. Sao tự nhiên ba mày đi Đài Loan về mấy bữa cái cái ba về ba thấy nhà có hai cô con gái. lúc đi một đứa mà sao lúc về hai đứa con. Cho Khang ở đây nha. Dự định là bây giờ sẽ đi lên Phủ Dầu cho con Trúc mua đồ nghề, xong rồi sẽ đi ăn trưa, xong rồi sẽ đi uống cà phê cho thằng Khang chụp hình. Thằng Khang đi theo là bọn đồ đẹp lắm nên là phải kiếm chỗ chụp hình đẹp đẹp cho thằng Khang. Ôi. Mà chưa có mở cửa nữa. Khang đang
ơi, nó đi nửa đường nó ngủ mọi người ơi, nó ăn no nó ngủ. Nó ngủ nhiều không? Nó ngủ nó muốn nó nằm vô người mày luôn đúng không? Trời ơi. Vô thôi, mở cửa rồi. Đi vô đi ra Khang. Vô chị đi. Mua ly cà phê. Muối uống thử coi. Khang có lựa với chị không? Không lựa với chị, ra đây nè chị Nhung, lấy ghế cho ngồi. Đi đây ghế ngồi nè Khang. Lấy cái này cho thằng nhóc nó ngồi nha chị. Thôi Khang ngồi đây, ngồi đi chơi. Ngồi chơi đợi chị chút xíu nha. Cái này đẹp nè. Cái này mà lấy rồi. Ờ. À. Ừ. Em lựa đi, thích rổ của bé. Rổ rồi sao mình chứ. Giờ em lấy đi rồi chị lấy cho em cái rổ cái lấy nhỏ. Em mở ra coi chừng rớt một cái là mày ăn tức luôn nha. Mệt cái nào. Ừ. Nó đây. Ừ. Ngồi xuống, ngồi chằm bẹp xuống, ngồi lựa từ đầu. Chị lấy cái ấy. Ờ, chị lấy cái đồ đi. Rồi có, từ rồi phải mua, mua hiểu không? Mở ra, ở dưới nó còn một lớp nữa. Đâu rồi, đâu rồi, điện thoại kia đâu rồi. Mở ra coi. Cái này được cái là nhìn hay quá, nhìn hay. Cái màu nó tự tự, ý là nhìn cái chai mình cũng dễ biết đúng không? Ừ, chai màu là hình màu đó luôn. Ừ, nó dễ phân biệt. Có mã số luôn á. Đẹp nữa hả? Đẹp ha. Đẹp, trời ơi, xét này. Rồi sao rồi, con trai lứa thì ngồi kỳ cục trời. Ngồi kỳ dạ, ngồi ngay ngắn lên coi, men lì coi, ngồi vậy đó chèm bẹp trời. Quá trời nghe nè. Đó, ngồi xếp bằng vậy cho nó men lì không? Hôm bữa đi đâu mà bọn đồ đẹp quá vậy? Đi đâu? Bữa đi đâu với hình đại diện á. À, cái đó mình đi ăn sinh nhật. Mẹ đi ăn sinh nhật, tính là sinh nhật mày không chớ. Giờ người ta có giao lộn quà ông bà. Ôi, trời, mình phải ăn. Quá trời lộn lẫy à. Quà cả 10 cái áp không? Không, em xài có 2 cái. Chủ yếu chụp IG là nhất. Chụp IG là áp. Hôm bữa tao chụp hình á, cái tay tao có thẹo mà con nhỏ này nó xóa không còn cái thẹo luôn. Thiệt hả? Ờ. À. Xó láng ho, trắng bóng luôn. Chỉnh bi tu đúng không? Chỉnh bằng gì à, chút? Xinh tu. Xinh tu. Ừ. Ừ. Ủa sao mà lúc đầu tao thấy mày ngồi vô trong này nhìn nó sang xịn xịn lắm, sao tự nhiên cái từ từ cái mày đứng tràn ra ngoài này nhìn nó kỳ quá à? Có mấy bà khách hỏi. Hỏi sao? Hỏi em có ăn viên chị không? Có gì? Hỏi có ăn viên chị không? À. Phải quay giờ phải quay ngược kìa cho mấy bà nhìn luôn. Vậy. Mấy bà nói mày đứng sàn ràng sao nó chật hay sao á, hôm nào giờ không hôm cho nào đứng ghế lại đi à, bé. Giờ không cho đứng đi, mấy bà chung đầu vô gì nè. Nói em tính chị đúng chưa, in cho chị cái bill đi em. Cái quen bà tính ra ngoài. Nhưng mà bây giờ em kiểu giống như là bữa nào thiết kế lại đi. Tính dẹp luôn cái kệ này hoặc là cái kệ trong kia luôn. Kêu mẹ mày đi co lại cái tiệm đi, tao thấy cái tiệm nè. Bà đồ đẹp con đẹp. Mày sao mày không deco đi, để bà deco nhìn kỳ quá à. Không cho. Tầm 18 cái luôn. Đúng rồi. Đếm số lượng. Đếm 18 cái phải không? Điện thoại nè. Ngồi đợi đi. Ngồi cho chị bé. 25 cái. Keo nhập 1 cái. Bút dưỡng viền 1 cái. Khay bi tròn 1 cái. Kem mềm da một chai, rửa cọ chai rửa cọ 40, khay tam giác 2 cái, phá gel coco 1 chai, gel nhện Vinamay 2 chai, 2 cái, màu trắng với màu đen đúng không? Đúng rồi. À, kiện phủ tiên tiến 1, nó chỉ háo bình thường. Trắng gương lẻ 30. À, loan tốt, loan màu trắng á. Bát tốt 2 cái. Rồi tháo hộp bên em. Dựng mấy cái chai
hộp BK24 là cái hộp đó. Dũa, dũa bò hai cái. Dũa OB hai cái. Phao miệng ngắn hai cái. Phao cam hai cái. Set sơn 58 màu rồi. Ok. Set quát lóc là cái gì? Set quát lóc đây. Móng úp chân. Đây. Mắm úp tai. Mấy hộp? À, hai hộp. Úp tai hai hộp. Úp chân một hộp. Máy mài. Máy mài này. À. Máy mài 500. Rồi. Set kim cương. Set mắt mèo kim cương. Set mắt mèo kim cương. À, băng keo trong. Khung ngọc trai. Đây. Set thạch chín màu. Set thạch chín màu rồi. Đâu? Nè. Hộp phan lớn. Đây. 5 hộp đúng không? Keo nhũ. Set keo bẻ. Set keo có mở khóa chưa? Bà để này lên luôn coi à, bé. Cái này để lên không? Này bỏ lên luôn không? Ừ. Đây. Ok. Được tiếp rồi đó. Gọn á. Ok la mày buồn mẹ buồn. Tao chở đi mua thì không ngán mà chở thằng Khang ngán quá trời, nó ngủ. Ăn no nó ngủ dữ dữ lắm. Mặc đồ đẹp mà lên xe ngủ không à trời. Em dẫn Trúc đi lại thắp nhang chùa bà. Để gì chụp cho tấm hình. Đi vệ sinh không? Không. Không, không, nãy giờ sáng giờ đâu có đi đâu. Đi, đi chị Nhung đi nữa nè. Đi. Chị với Khang đi. Lại nó nè, lại nó đi rồi đi ăn cơm nha lên. Đói bụng rồi. Đi chị xe. Đâu, cho Khang thấy nhà vệ sinh đố Khang. Nhà vệ sinh đâu? Nhà vệ sinh đâu Khang? Rồi. Thôi Khang, mang dép vô luôn đi. Mang dép vô. Khang không biết chữ trong đây không? Đấy, cái thấp nè, cái thấp nè. Cái thấp nhất, đúng rồi. Cái đó xong rồi lại chị chút nha. Ừ. Hình mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy đó. Nóng cay. Cay. Nhóc này không cay. Rồi. Nè, ăn hết nha. Chai nước mắm vô nè. Mắm không cay. Ngon quá. Khang ăn cho nhiều vô nha. Ăn đó ngay. Chai nước mắm vô. Khang phải chai nước mắm vô thì ăn mới ngon. Thấp quá hả? Để chồng thì cái ghế vô nữa.
luôn. Ngon chúng nó quất sạch luôn, không còn gắn vác luôn mấy hộp cơm mày hết luôn. Em cũng sạch sẽ luôn, chỉ còn có một thang thôi. Ăn lẹ lẹ lên đi. Ăn lẹ lẹ đi rồi đi uống cà phê, đi lên trên kia chụp hình cho đẹp trai. Phong độ. Anh đi nghe ăn bóc tay thấy ớn cha. Muốn thì ổng múc. Ăn từ từ thôi, chị với chị chút đợi mà. Ăn từ từ thôi, chan nước mắm vô. Chan nước mắm vô rồi ăn. Chan nước mắm vô. Ngon không? Ngon. Ngon nhiều không? Thì ăn cho hết nha. Quá trời luôn ha. Nãy em có lấy cho khăn giấy ướt lau mặt không? Khăn giấy ướt ở trên xe có không? Không chị, em không mua. Họ ra ngoài lấy khăn giấy ướt lau mặt. Bụi nhiều lắm, bụi đang thu luôn á. Ừ. Nãy tao vô chỗ tao mua tao không biết. Hồi tao ra tao nhìn cái ký hết hồn luôn trời. Giống như đang mất ký vậy. Hôm qua mày đi đâu ạ? Hôm qua mày với mẹ mày đi đâu ạ? Tao lúc mà tao nhắn tin tao kêu mày qua ăn gỏi xoài á. Đi ăn ở đâu? Lẩu cua đồng. Lẩu cua đồng. Lẩu cua đồng cái gì? IV, lẩu cua đồng IV. IV hả? Sao? Tên quốc lộ 13. À. Đi với ai? Bà nghỉ, bà nghỉ. Mẹ tao, em. Bà nghỉ, bà nghỉ. Hai người đàn ông là bạn. Hai người đàn ông hay đàn bà? Một người đàn ông, hai người chồng. Người quen hả? Tí nữa là chỗ mua đồ hồn vào công việc thôi hả? Khóc cùng gì đó? Khóc cùng khóc mua cái kia. Sao vậy? Cái kia. Khỏi vô. Lo chưa? Nghỉ ăn ha. Nghỉ ăn nha. Ba sườn chả. Khỏi. Một phần thêm. Ăn nữa không? Không, thôi.
đây đây. Ăn đúng này không? Thử ha. Chơi Khang là cái gì? My name Doraemon. Doraemon. Ok. Thấy Khang đội đội cái nón Doraemon mà chú hỏi Nobita đâu đúng không? À Nobita đâu? Rồi Suka nữa. Suka nữa. Ờ. Suka đâu Doraemon? Suka. Suka đi ăn cơm cháy rồi, còn Doraemon đi ăn cơm mặn. Thấy không? Chú dẫn xe này ra giùm con đi chú. Cho nó lên về phía này đi để con lái. À bữa đó đi. À vậy đây là để con dẫn cho. Giờ này thì em sẽ dẫn thằng Khang với con Trúc đi uống cà phê ở tòa nhà BKMS nha mọi người. Em biết phải tòa nhà BKMS không, này như lúc trước chị kia chỉ dẫn em đi một lần, em thấy quen quen. Giờ em sẽ dẫn Trúc với thằng Khang đi. Rồi ok chưa Khang, xin chào mọi người ơi. Hello hello. Đi vô có thang máy à, sợ thang máy em đi bộ hả? Vô đi, người ta vô kìa. Thôi, đi bộ anh. Thôi, đi bộ đâu có thang bộ đâu. Thang bộ đó. Đâu có thang bộ. Không có thang bộ, đi thang máy lên thôi. Đi thang máy lên, không có thang bộ đâu. Đây, chị chút chị gái nè. Cái gì, sợ không? Rồi, đi ra. Đây là mặt đất mà ngồi đàng hoàng coi. Khang sợ độ cao hả? Ngồi đàng hoàng đi, đây đang mặt đất mà thằng này nó bị gì á? Cái này đi. Ngồi đàng hoàng với Khang. Người Khang nó sợ độ cao, nó không dám ngồi ghế luôn. Nó sợ. Rồi, rồi đó mày, đứa nào quất con cái hết luôn vậy? Mày hả chút, để uống gì nhanh với bà. Chú uống một cái hết luôn hả? Chú uống gì đâu, uống lẹ, chú sợ ra uống cái gì á. Ngon không? Ngon để uống hay? Hai vị đi khác nhau. Khác nhau hả? Nè Khang uống nữa không? Uống nữa là đi về nè, qua 12 giờ nè. Khang hết sợ độ cao, nãy Khang sợ quá trời luôn. Khang đứng Khang run luôn. Mới lầu 3 mà Khang có sợ vậy á. Lầu 3 hay lầu 3 đúng không? Lầu 3 mà đi về kìa. Ôi đi ra. Cái lầu 3 mà. Rồi bây giờ thì đi về thôi. Đây đây đây, xe mình bên này. Giờ thì sẽ chở Khang với Trúc đi về thôi. Thằng Khang nó sợ độ cao mọi người ơi, nó đi nó sợ độ cao lắm. Nó không dám ngồi ghế luôn. Nó muốn ngồi dưới đất thôi, nó muốn đi quay trở lại thôi. Về có ngủ không? Lên. Mới mua không hay là quần này lâu rồi? Quần này cũng mua rồi. Vậy hả?
Doraemon. Tự nhiên cái chú kia vừa mới thấy Doraemon, chú kia hỏi hello Doraemon, Suka đâu rồi? Bye bye, về ngủ nha. Bye bye. Đi chơi đẹp trai quá, đi về ướt nhẹp luôn trời. Chút nó để đồ ở đây chiều, chiều nó qua soạn ra rồi xong nó mới đem về. Chìa khóa xe rồi ta. Chìa khóa nhà. Ôi. Là những tất cả những đồ mà mua cho em Trúc. À cái máy hơi này là em đặt cho em Trúc rồi nha mọi người, là em Trúc sẽ có một cái máy hơi giống y chang vậy. Giờ em đưa cái máy hơi của em ra để cho em Trúc quay video cho nó đẹp, cho nó đẹp thôi. Chứ thật ra là máy hơi đó là máy hơi của em nha, em cũng mới mua à. Cho em Trúc chụp hình thôi. Hài lòng không? Quá hài lòng. Quá hài lòng luôn. Cảm thấy vui không? Vui chứ sao, vui nhỏ trả lời cũng đụng vô mặt mới ghê.